vợ chồng rất là nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương. À, thấy anh chồng mang theo một cái quyển này như là quyển nhật ký phải không ạ? Dạ đúng ạ, quyển nhật ký này vợ chồng em viết chung được 3-4 năm nay rồi. Trời lãng mạn ghê. Hai bạn có thể giới thiệu về mình. Dạ em tên là Ngô Liên Hoàng, năm nay em 26 tuổi. Còn em? Còn em là Trần Thanh Thảo, em hôm nay 26 tuổi. Em sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Ủa vậy là Hoàng thì ở Hải Phòng. Em vô đây lâu chưa? Dạ em vô đây được 8 năm rồi. Hèn gì mà không còn nói giọng địa phương nữa. Trời ơi, rồi hai bạn gặp nhau ở đâu? Yêu nhau như thế nào? Em là bạn của chị của anh Hoàng à. Nên là ban đầu thì gọi nhau là chị em. Chị em. Vậy cái lúc đầu gặp thấy có mến mến không? Dạ không có ấn tượng gì hết anh. Không có ấn tượng gì hết? Dạ. Lúc nào mới ấn tượng? Dạ cái lúc đó là đi chơi ngày 30 tháng 4 anh. Thì em có rủ cái cô bạn đó đi chơi. Thì cô bạn đó nói là đi hai đứa con gái thì rất là nguy hiểm, cho nên là mời thêm hai anh con trai nữa để hộ tống. Lúc mà đi thì có hai người cổ hỏi là bây giờ chọn ai, em không có thích anh kia cho nên thôi em đi với anh Hoàng. Đi với em Hoàng. Em Hoàng. Em Hoàng. Là em Hoàng. Dạ đúng em Hoàng. Còn em Hoàng sao, lúc được chị chọn em Hoàng mừng không? Dạ cũng bình thường ạ, à, lúc đó chưa có ấn tượng gì nhiều lắm. Vậy mà bây giờ lấy được chị hay thiệt luôn á. Rồi cái điểm nào của chị mà em ấn tượng? Sau cái lần đi chơi ở Vũng Tàu thì em thấy là rất là dễ thương, nhất là có đôi mắt rất là tình cảm. Rồi tụi em yêu nhau bằng cái cách như thế nào? Thì em là người nhắn tin trước, em cọc phá trước, em mới nhắn một tin ha ha, có biết ta là ai không? Anh không nhắn tin lại mà anh dùng điện thoại anh gọi lại luôn. Anh hỏi là biết sao không, Thảo phải không? Thì lúc đó là không còn gọi chị em nữa, tại vì em bảo mà bằng tuổi nhau thì gọi là tên đi hay hơn. Hằng ngày ảnh có nhắn tin thường xuyên cho em không? Dạ có, lúc mới quen thì khoảng 20-30 tin, lúc quen rồi thì nhắn cái số lượng nó nhiều hơn. Là khoảng bao nhiêu? Là 50 tin. Trời ơi. Tôi nè, tôi cũng đã từng nhắn tin cho người yêu của tôi trước đây nhưng mà chưa bao giờ nhắn với một số lượng khủng khiếp như vậy. Lúc đó chắc cào thẻ chắc còn chia tay đúng không? Dạ lúc đó khoảng 2-3 ngày làm hết một cái thẻ. Mà nhắn tin không đó hả? Dạ đúng rồi. Thực ra cái đó tự nhiên nó làm cho cái tình yêu mình nó lãng mạn hơn đúng không? Dạ. Tại vì là thường thì những cái mối tình như vậy nè, thay lời muốn nói dễ hơn là nói thẳng. Dạ. Chị em mà, em hiểu không? Nhưng mà tôi thấy rằng các bạn rất là lãng mạn. Nhìn cái kiểu nhật ký như vậy là tôi biết rồi, đúng không? Yeah. Em có tặng hoa nhưng mà cái cách tặng của em có thể nói là nó không được bình thường lắm. Tặng hoa mà bất bình thường là sao? Đâu em kể coi. Lúc đó là em đang học Anh văn thì em nhận được cái tin nhắn Hoàng đang sốt rất là cao, không có ai ở nhà hết. Lúc đó thì em rất là lo nên em mới xin thầy ra sớm 15 phút, không còn biết cái gì xung quanh đó, thì em mới chạy từ trên lầu chạy xuống rồi ra bãi xe lấy xe và vọt đi lên trên nhà để mua thuốc thôi. Lúc đó em đứng trước cổng trường em đợi á, nhưng mà không biết làm sao em không thấy bà xã em chạy ra. Em đợi lâu thiệt lâu rồi không thấy đâu nữa, em về nhà rồi. Cái em mới chạy về nhà, bà xã em đợi cũng không thấy luôn. Cái em gọi điện là hỏi ủa Thảo đâu rồi, mà đứng chờ nãy giờ mà không có thấy. Ủa Thảo chạy xuống nhà Hoàng mà. Mà không, Hoàng đang đứng ở nhà Thảo nè, Thảo quay lại đi. Ủa lúc đó em sao? Lúc đó em dừng lại em nghe thì em mới thấy lạ. Em nói là ủa sao mà sốt cao mà sao lại bây giờ lại nói là ở nhà mình. Thế là em bối rối lắm, em quay xe lại là chạy về nhà. Thấy anh ta là đứng ở trước cửa nhà cười, giọng cười rất là nhanh. Kiểu như là xí gạt được mình rồi, xong rồi cầm cái bông hoa xong rồi gãi cái đầu nói là thì tặng Thảo nè. Lúc đó là em không có gọi gì là vui mừng hết mà em tức giận. Bực bội đúng không? Dạ đúng rồi. Em chạy lên lầu đóng cửa lại cái đầm. Rồi anh làm gì? Không, rồi em chạy lên phòng theo. Em đứng ngoài em năn nỉ. Rồi có cuối cùng có mở cửa ra không? Dạ khoảng 45 phút sau mới mở cửa. Rồi mở cửa vô là tha lỗi liền? Dạ không, mở cửa vô rồi giận tiếp 2 tiếng hồi nữa. Trời ơi, 2 tiếng 45 phút giận không vậy đó hả? Trong 2 tiếng đó em làm gì? Chào quết lết sẵn là làm gì? Dạ đúng rồi, em lết từ chỗ này ra chỗ khác rồi, xin lỗi. Còn phải cái gì nữa chứ. Như vậy là cái quá trình hai bạn đã yêu nhau rồi. Sau khi mà tiến tới hôn nhân và sống với nhau thì em thấy ở chồng em á có tật gì xấu không? Dạ tật xấu á là rất là hay quậu. Quậu trong tình huống trường hợp nào? Mọi dạ. Lúc mọi nơi hay là lâu lâu mới quậu? Dạ ví dụ như lúc mà chụp ảnh cưới á thì cả đoàn chưa có ai ăn uống gì hết. Thì lúc mà chụp những cái tấm ảnh đầu tiên á thì cả cái đoàn chụp á thì nói là chú rể ơi sao chú rể không cười. Em mới hít hít cái tay em mới bảo là anh ơi cười đi. Thì em nhìn cái mặt là em biết là chưa có chụp cho ăn á cho nên là chú có cười. Nên em mới nói là thôi mấy anh ơi cho em nghỉ đi rồi mua giùm em cái hộp sữa đi cho ông xã em
uống. Là uống xong sao? Dạ, nhưng mà đẹp cười tươi, rất là tươi. Trời ơi, em làm gì nhớ với Ngô con chị quá à. Còn cái gì nữa nãy nghe nói là dạ nuôi gà. À, mỗi lần mà ảnh online lên mạng á, thì chỉ coi đúng một cái diễn đàn đó là diễn đàn gà tre thôi. Lâu lâu thì em mới bực bội, em mới nói là tại sao anh lên trên mạng anh không tìm những cái quà hay những cái bộ đồ hay những cái đôi giày mà vợ thích anh tặng, mà anh cứ coi một cái diễn đàn gà thôi. Thì anh mới nói là em ơi em thông cảm đi, sở thích của anh nó nhỏ xíu gì mà em còn ngăn cản thì tội cho anh lắm. Thì mà anh thì suốt ngày cứ đi ra chơi với mấy con gà thôi, gà lớn, gà bé hay là trứng gà. Em có bao giờ mà bà xã bực đến cái nỗi mà bắt em chọn lựa giữa gà với tôi, em chọn ai không? Dạ có chứ ạ. Rồi luôn hả? Chọn nhiều lần lắm rồi. Sao kỳ vậy? Nhưng mà em có cảm xúc gì với gà vậy? Nói cho mọi người nghe coi. Em cũng không biết nữa, có một lần cách đây lâu rồi, em lên mạng thì em thấy gà ở Việt Nam thì rất là đẹp, nên là em ước là sẽ có một vài con để nuôi. Đó. Thật ra mỗi người có một đam mê em ơi, cứ để đam mê gà đi cho chắc ăn. Gà này chứ còn gà móng đỏ là mệt. Đó. Cái thật xấu của chồng em, vậy thì anh hỏi em, thật xấu của vợ em là gì? Có chút chút thôi, đó là giận rất là lâu. Mỗi lần bà sai em giận là không có nói một câu nào hết. Dù em ăn thì đủ thứ, em nói các chuyện khác trên trời dưới đất, nhưng mà không có nói hay là nhìn hay là trả lời em gì hết. Cái đó là cảm giác rất là khó chịu. Ngoài ra thì vợ em có hời hợt có hay quên gì không? Dạ không, hời hợt quên là em. À, như vậy là em có hay giận chồng em vì cái tật hay quên? Dạ có, anh giận rất là nhiều lần. Giận rồi từ nhắc nhở, từ giận, từ la rồi vẫn quên như thường. Vẫn hay quên? Có một lần em nhớ là quên mà bỏ em ở quán chè, em ngồi rất là quê mà. Hai vợ chồng rủ nhau đi ăn chè. Thường thường em đi ra ngoài em mới hỏi là anh ơi em bóp chưa? Rồi cái bóp á, bóp chưa? Cái ví. Anh ơi bóp chưa? Dạ. Rồi điện thoại chưa? Thường là anh hay sờ vào túi quần lắm, thì có rồi thì nó là có rồi. Thì hôm đó em không có nhắc, tới lúc ăn xong hết rồi kêu chị lại tính tiền. Thì anh rờ em bảo là thôi chết rồi, cái bóp của anh đâu rồi? Rồi sao? Dạ rồi, quê quá em bảo chị ơi chắc em đi em quên rồi, thôi em cho em ngồi đây em chờ đi để chồng em về lấy bóp trả tiền. Gì vậy con? Hy sinh vì chồng quá. Coi như trường hợp này là gọi là thế chấp vợ đó, phải không? Dạ. Bây giờ là cái mong muốn của em đối với ông xã là cái gì? Dạ, em mong muốn ông xã em là cái tính quên á thì bớt lại, khắc phục lại. Đó không phải là tính xấu, nhưng mà cái đó là thiếu tập trung. Làm cái gì tập trung đó thì là nó sẽ khắc phục được cái tính hay quên. Còn ngược lại á thì chồng muốn bà xã. Dạ, muốn bà xã em là giận ngắn thời gian lại. Thậm chí tôi đừng giận. Kệ vợ chồng mà sống nhau cả đời giận hoài mệt mỏi lắm. Em công nhận mỗi lần em giận em mệt rồi chồng em mệt luôn chứ bộ. Mình đâu sung sướng gì đâu, đúng không? Đó. Nhưng mà sau khi giận thì em thấy thương hơn á chị. À, thương hơn. Đó thì anh mong rằng là sau khi giận em sẽ thương chồng hơn. Dạ. Và em bớt chăm con gà thì chút xíu hơn để chăm vợ nhiều hơn. Có như thế thì hai vợ chồng sẽ thương yêu. Đúng và rồi. sẽ hiểu nhau nhiều hơn, đúng không chị? Còn không á thì chia ra đi, ví dụ như đó vuốt con gà 2-3 cái thì phải vuốt vợ 4-5 cái đó. Đúng không? Đó, như vậy thì vợ chồng sẽ thương hơn, đúng không? Tôi xin cảm ơn cặp vợ chồng, xin cảm ơn.